Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin hoạt động tình nghĩa của một số đơn vị công an trong tỉnh thời gian qua. Tiếp đó là một số hoạt động phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng cảnh sát thời gian qua. Cuối chương trình là các phóng sự. Thêm một vụ án đau lòng, hàng xóm hiếp dâm bé gái 4 tuổi. Cặp tình nhân chuyên đi trộm két sắt. Cảnh giác với tà đạo tin lành đấng Christ. Bây giờ, kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Chiến sĩ công an, niềm kiêu hãnh tin yêu, bao con người cùng bao chiến công. Trời sáng, ghi sâu trong lòng, sau điều Bác dạy. Công an Việt Nam vì nước vì dân. Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hỗ trợ tiền cho một phạm nhân đã hoàn lương, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có con bị nhiễm chất độc màu da cam. Nhân dịp phạm nhân Trần Thị Hồng chấp hành án xong trở về đời, Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ tiền cho chị Hồng để góp phần lo cho các con. Chị Hồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị một mình phải nuôi 3 người con, trong đó đứa con đầu bị tật nguyền do di chứng chất độc màu da cam, không tự chăm lo cho bản thân được, gia đình chị phải mượn đất dựng nhà ở tạm trong rẫy cà phê. Việc làm tình nghĩa này của trại tạm giam Công an tỉnh đã góp phần động viên chị Hồng có thêm niềm vui, nghị lực để trở về đời hoàn lương, chăm lo cho 3 đứa con. Trong tháng 7 năm 2017, lực lượng công an cùng một số cơ quan chức năng các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện xử lý 82 vụ việc vi phạm về kinh tế và môi trường, nhiều hơn 28 vụ so với tháng trước. Trên lĩnh vực kinh tế, được nhân dân và các cơ quan báo chí tin báo phản ánh, các cơ quan chức năng phối hợp, lực lượng cảnh sát kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt xử lý 42 vụ với 42 cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, nhiều hơn 21 vụ so với tháng trước. Trong đó đã xử phạt hành chính 18 vụ, chuyển các cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 4 vụ, tạm giữ tang vật hơn 11 mét khối gỗ lậu các loại, 15.530 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, 2.114 linh kiện điện thoại các loại và 1.858 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Riêng về lĩnh vực môi trường, lực lượng cảnh sát môi trường đã phối hợp với cơ quan chức năng các cấp kiểm tra, phát hiện xử lý 40 vụ với 39 cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhiều hơn 7 vụ so với tháng trước. Trong đó, chủ yếu là các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường và các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đã xử lý hành chính 27 vụ, phạt 126 triệu đồng và chuyển các cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 6 vụ việc vi phạm về môi trường. Trong tháng 7 năm 2017, lực lượng cảnh sát hình sự các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ 152 vụ phạm pháp hình sự. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 7 đã xảy ra 156 vụ phạm pháp hình sự, làm chết một người, bị thương 65 người và gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 3,9 tỷ đồng. Trong đó có đến 81 vụ trộm cắp, tăng 29 vụ. Đáng chú ý là có một vụ trộm cắp gây thiệt hại 2,2 tỷ đồng tại địa bàn huyện E Hở Leo. Địa bàn xảy ra nhiều là ở thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Chư Mờ Ga và huyện Krông Năng. Riêng án cướp và cướp giật tài sản giảm 6 vụ so với tháng trước. Đáng chú ý là xảy ra một số vụ chống người thi hành công vụ khá phức tạp. Được nhân dân và các ban ngành đoàn thể tích cực tin báo phối hợp giúp đỡ, trong tháng 7 năm 2017, lực lượng cảnh sát hình sự các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ 152 vụ án, đạt tỷ lệ khám phá 91%, bắt 207 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 2,2 tỷ đồng trả lại cho nhân dân và nhà nước. Trong đó đã xác lập mới 2 chuyên án, đấu tranh khám phá 8 chuyên án, bắt 28 đối tượng, triệt xóa 11 điểm hoạt động cờ bạc, mại dâm, bắt 50 đối tượng, thu giữ hơn 87 triệu đồng và bắt vận động 11 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đội 6 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa vây bắt 44 đối tượng đang tụ tập đánh bạc trong một nhà kho ở huyện Krông Búc. Tại một nhà kho ở thôn Chư Cờ Ti, xã Chư Cờ Pô, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, tổ phá án đã mật phục vây bắt quả tang nhóm này đang tụ tập đánh sóc đĩa ăn tiền. 44 đối tượng này từ nhiều nơi trong tỉnh đến đây và do đối tượng Hoàng Minh Phúc ở xã Chư Cờ Pô cầm đầu tổ chức. Phúc từng có 2 tiền án, ra tù năm 2013.
Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, tổ phá án đã thu giữ tang vật hơn 50 triệu đồng, 2 xe ô tô, 20 điện thoại di động, 8 xe máy và nhiều phương tiện khác có liên quan. Các con bạc khai nhận thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc. Sau khi tên Phúc chủ sòng chọn được địa điểm, thì Phúc cho xe ô tô cùng một số người đi đưa đón các con bạc đến tập kết đánh bạc từ khoảng 13 giờ đến 17 giờ chiều và luôn cắt cử người canh gác vòng ngoài bán đồ ăn uống phục vụ sinh hoạt tại chỗ. Khi các con bạc hết tiền, thì chủ sòng Hoàng Minh Phúc cho các con bạc vay mượn, cầm cố với lãi suất cao để tiếp tục đánh. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc. Kết quả xóa ổ bạc này đã được nhân dân ở địa phương đồng tình ghi nhận. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, một thiếu niên đặt mua hai loại chất lạ trên mạng Internet về để chế tạo ra phân bón cho cây trồng. Sau khi trộn hai chất trên vào một chai, lắc đều để cho tan thì bỗng nhiên phát nổ lớn. Vụ tai nạn hy hữu này vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk khiến cho một thiếu niên bị cụt hai tay và đa chấn thương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Xuân Hiến, 15 tuổi, trú tại thôn Lộc Hà, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Em Hiến nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, bỏng vùng mặt, bụng, cụt hai tay và hôn mê sâu. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật cắt và làm mỏm cả hai tay cho nạn nhân, do cả hai tay bị cụt không thể cứu vãn. Vụ việc xảy ra vào khoảng chiều 12 tháng 7. Trong lúc lấy điện thoại ra nghịch, Hiến lên mạng dò tìm mua hai loại phân bón về để bón cho cây cảnh trong vườn. Sau khi nhận được hàng từ người chuyển phát nhanh, Hiến cho hai loại phân này cùng hai con ốc vít bằng kim loại và nước vào cùng một chai nhựa, lắc đều với mục đích hòa tan. Trong lúc đang lắc thì chai nhựa phát nổ dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Cháu vào Internet, cháu đặt mua hai loại phân đó. Đến khi người ta gửi về là cháu trộn là bỏ cho cây. Xong rồi cháu đổ nước vô hắn không đều á. Rồi thấy không đều cháu bỏ hai ốc qua lắc cho đều. Nhưng mà lắc được chập tự nhiên nổ. Tỉnh lại rồi thấy không còn tay nữa. Lúc đó khoảng 3 giờ rưỡi thì tôi được ra tiếp nhận liền. Và chỉ làm công thức máu và hồi sức, sau đó chuyển đến mổ và còn giải thích cho gia đình rõ tình trạng bệnh như vậy đó. Sau khi khám phá thì hai cái bàn tay dập nát lên cổ tay và rất nhiều vết thương ở vùng bụng này, vùng mặt này, rồi hai đùi ở mặt trước đó. Thì tôi được làm hết xong xuôi thì sau đó tôi được là mổ cắt cụt hai cái bàn tay và cắt lọc các vết thương phần mềm nhỏ và hồi sức ổn định, sau đó sáng nay chuyển xuống khoa. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, tinh thần tỉnh táo và không còn hôn mê. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, chữa trị vết thương. Qua đây, mọi người cần lưu tâm, cẩn trọng khi đặt mua các loại hóa chất hay phân bón hóa học trên mạng Internet để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, một bé gái chỉ mới 4 tuổi bị người hàng xóm hiếp dâm dẫn đến trọng thương và khiếp sợ. Đó là một vụ trọng án vừa mới xảy ra tại xã Ewa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Cháu được gia đình và bệnh viện tuyến dưới chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để mổ cấp cứu trong tình trạng bị thương tổn rất nặng và chảy máu nhiều vùng kín. Lúc vào viện thì cháu nó quấy khóc ha, mà theo lời khai của bệnh nhân thì cháu nó chảy máu âm hộ, xong được bác sĩ tu trực thăm khám là thấy cháu nó rách chỗ âm hộ đang chảy máu và được hội chẩn là được đưa lên phòng mổ khâu vết rách đó. Hiện tại thì cháu nó qua cơn nguy hiểm rồi, hiện tại tạm ổn nhưng mà đang tình trạng sốt, đang theo dõi. Nhận được tin báo của gia đình nghi cháu bị người hàng xóm hiếp dâm, Công an huyện Buôn Đôn và Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Yêu Râu Xanh đã có những hành vi thú tính hiếp dâm cháu bé. Hắn là Lê Viết Báo, người hàng xóm của gia đình cháu bé. Báo là bảo vệ trường mầm non Hoa Anh Đào ở xã Even. Tại cơ quan công an, Báo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hôm đó vào buổi chiều, có một cháu bé sang nhà em chơi. Và em đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé. Vì ở nhà em còn có vợ và hai đứa con của em sợ bị người khác phát giác nên em đã dắt cháu qua trường và thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm xong
Em đã mặc áo quần và đưa cháu bé về nhà mình và cho bé nằm ngủ. Và qua nhà nói với anh chị rằng do tức giận quá đã dùng cây lau bồn nhà vệ sinh và chọc vào đúng âm đạo của cháu. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là thường xuyên xảy ra các vụ án hiếp dâm trẻ em, đặc biệt là các cháu dưới độ tuổi 13 tuổi. Tội phạm hiện nay là rất manh động và thường lợi dụng vào những lúc gia đình đi làm, không trông coi con trẻ ở nhà. Cái thứ hai nữa là các cháu trên đường đi học về, không có người đưa đón. Do vậy là các tội phạm đã lợi dụng như vậy để thực hiện các hành vi hiếp dâm. Qua đây tôi cũng khuyên bảo đến các gia đình ở những vùng sâu có những hoàn cảnh là thường xuyên phải đi làm xa, không trông coi được con cháu, thì ta nên có những cái biện pháp làm sao để có cái hình thức trông coi, quản lý, giáo dục con em mình để tránh những cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố tạm giam Lê Viết Báo về tội hiếp dâm trẻ em với nhiều tình tiết tăng nặng. Vụ việc này một lần nữa rung lên lời cảnh báo về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đang tái diễn rất đáng lo ngại hiện nay. Thưa quý vị, một cặp tình nhân chuyên đi đột nhập nhà dân trộm cắp két sắt vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt xử lý. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà dân, trộm cắp tài sản. Trong đó có nhiều vụ trộm tiền trong két sắt. Sau một thời gian dài kiên trì tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được một cặp tình nhân chuyên đi trộm cắp. Đó là Ngô Thế Vinh ở xã Quảng Tiến, huyện Chi Mờ Ga và Đào Thị Huệ ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, trước cơ quan công an, cặp tình nhân này khai nhận đã gây ra 3 vụ đột nhập nhà dân lấy tổng cộng 763 triệu đồng về chia nhau ăn xài và đánh bạc. Trong đó có 2 vụ trộm tài sản trong két sắt và 1 vụ trộm tài sản khác ở địa bàn các huyện Krông Bông, Chư Quyên. Trong đó, một vụ chính thì Huệ đã đưa gã tình nhân của mình đến nhà một người quen của chồng cũ để đột nhập trộm cắp tài sản trong két sắt. Em Đào Thị Huệ cặp bồ với lại Ngô Thế Vinh được hơn 5 rưỡi rồi ạ. Em với anh Vinh thì có đi xe qua lại nhiều địa bàn, thấy nhà nào mà khóa cổng khóa cửa thì anh Vinh có vô trong, còn em đứng ở ngoài canh người. Tổng các số tài sản tụi em lấy được dùng để tiêu xài cá nhân và để đánh bài. Em trộm cắp tài sản của người bị hại, giờ em hối hận. Đi tới nhà mà thấy khóa cổng với lại có cửa không ai nhà thì vô nhà. Lấy cái sắt và lật cái sắt xuống, lấy đều đục chỉ đít cái sắt và phá cái sắt lấy tài sản. Tiền em trộm cắp được em sử dụng mục đích vào bài bạc. Cặp tình nhân này từ chỗ nghiện cờ bạc hết tiền đã dẫn đến trộm cắp. Chúng đã lên mạng internet xem rất kỹ các clip hướng dẫn cách thức đục phá két sắt và các loại khóa cửa, sau đó mới đi trộm cắp. Thì đối tượng Vinh với cùng với đồng bọn là một đối tượng nữ là bạn gái của Vinh, thì cả hai là đều là các đối tượng này thường xuyên tham gia đi các sòng bạc để đánh bạc, và Vinh là trực tiếp lên mạng internet nghiên cứu về cái thủ đoạn cách thức làm sao để mà đục được cái két sắt để mà đoạt tài sản ở trong két sắt, thông báo cho tất cả bà con có cái tài sản là nên đề phòng. Cách tốt nhất là mình tự mình bảo vệ tài sản của mình là tốt nhất. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giam cặp tình nhân Ngô Thế Vinh và Đào Thị Huệ để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm một đối tượng liên quan và những vụ việc nghi vấn khác. Đây là thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Đắk Lắk. Với kết quả này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Đắk Lắk trao quyết định khen thưởng đột xuất. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, trong lúc mọi người đang yên ổn chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, thì ngược lại có một người do nhẹ dạ cả tin, mắc mưu nghe theo lời xúi dục của các đối tượng phản động phun rô lưu vong từ bên ngoài, đi theo thứ tà đạo Tin Lành Đấng Christ. Hôm nay, đồng bào trong buôn E Khít, xã E Bờ Hốc, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk tạm gác chuyện ruộng rẫy để đến nhà văn hóa cộng đồng dự buổi họp kiểm điểm Izon Buôn Cờ Rông. Đến tận nơi dự họp và được nghe chính Izon Buôn Cờ Rông tự kiểm điểm thú nhận, mọi người trong buôn E Khít mới biết rõ hơn
về những lỗi lầm sai trái của Izon Buôn Cờ Rông. Bố của Izon Buôn Cờ Rông là Yin Nie, một đối tượng Phun Rô đang sống lưu vong ở Mỹ. Từ năm 2012, Yin Nie đã gọi điện thoại về xúi dục Izon Buôn Cờ Rông tham gia vào một tổ chức tà đạo gọi là Tin Lành Đấng Chít. Từ đó, Izon được giao nhiệm vụ cầm đầu tổ chức này và thường xuyên lén lút đi tuyên truyền, lôi kéo tín đồ trong các buôn làng ở Đắk Lắk và Tây Nguyên, bỏ sinh hoạt đạo Tin Lành thuần túy để đi theo thứ tà đạo này. Izon còn lén lút đi thu nhập những thông tin, tình hình ở các buôn làng rồi viết bài bịa đặt xuyên tạc để gửi ra nước ngoài theo yêu cầu chỉ đạo của Yin Nie, để Yin Nie tán phát tuyên truyền các trang mạng xã hội trái với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, làm cho nhiều người hiểu sai sự thật về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, tự do tôn giáo ở Tây Nguyên. Trong thời gian vừa qua, thì tôi đã có những người xấu từ nước ngoài là tuyên truyền cho tôi là thu thập tin tức, và tôi đã thu thập và viết rất nhiều bài để tố cáo Đảng, Nhà nước, chính quyền Việt Nam. Những tin tức này tôi đã báo cáo cho Aga và Nguyễn Đình Thắng và bố tôi Hi Nhi và Vũ Quốc Dụng biết, do bố tôi là giao cho tôi làm trách nhiệm hội trưởng của Giáo hội Tin Lành Đấng Chít Việt Nam, và từ đó tôi đã thành lập và tổ chức có rất nhiều người tham gia của Hội Thánh Tin Lành Đấng Chít Việt Nam tại Đắk Lắk. Những suy nghĩ lầm lạc và việc làm sai trái đó của Izon Buôn Cờ Rông trong thời gian qua đã khiến cho các già làng, mục sư và các tín đồ đạo Tin Lành thuần túy trong buôn Ea Khít rất buồn lòng. Khi nghe Izon nó đốc kiểm điểm và công bố trước dân, tôi rất buồn. Thực tế chỉ là tổ chức phát động để lôi cuốn cho nhân dân ai nhẹ dạ mà tin. Tôi xin lên án những công việc nó làm. Nó ý đồ rồi nó thấy khác. Tôi sợ nó lôi cuốn nhân dân làm những việc xấu. Tôi khuyên anh em đừng nghe lời bọn Phun Rô lưu vong từ bên ngoài. Nó lôi cuốn và tuyên truyền xấu để gây chia rẽ nhân dân và dân tộc. Bọn đó ở xa có phải là gần. Chỉ nói bằng mồm thôi, có gì. Vì nhà nước của mình đang lo, trông lo đời sống của nhân dân mình hôm nay. Đường xá, trường học và điện nước, đó là nhà nước mình đang lo đầy đủ. Phun Rô rồi, chẳng lo gì cả. Chính gia đình họ cũng không có. Sau khi được các mục sư, già làng, trưởng buôn và cán bộ các cấp tuyên truyền giải thích, vạch rõ âm mưu thâm độc của các đối tượng phản động Phun Rô lưu vong, muốn dùng thứ tà đạo Tin Lành Đấng Chít để chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, thì Izon Buôn Cờ Rông đã dần nhận ra những lầm lạc sai trái của mình. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã là quan tâm tôi và khoan hồng cho tôi. Từ nay về sau, tôi mong Nhà nước sẽ quan tâm cho tôi nhiều hơn, và những gì tôi không hiểu biết, xin Nhà nước hãy hướng dẫn cho tôi và được hiểu biết lẽ phải trái. Và với công việc tôi sẽ lo làm ăn, chăm lo vợ con tôi. Và tôi mong bà con buôn làng của mình hãy sinh hoạt đạo Tin Lành thuần túy của mình thôi, sống tốt đời đẹp đạo và phục vụ dân tộc và yêu Tổ quốc. Cho đến nay, các đối tượng phản động Phun Rô lưu vong và những thế lực thù địch ở bên ngoài qua mạng Internet và điện thoại di động vẫn lén lút móc nối với các đối tượng xấu bên trong để tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bởi vậy, qua những vụ việc như vừa nêu, mong đồng bào ở các buôn làng cần tiếp tục nâng cao cảnh giác để cùng cán bộ các cấp vô hiệu hóa, phòng chống những âm mưu phá rối, góp phần bảo vệ sự bình yên cho các buôn làng ở Tây Nguyên. Chương trình An ninh Trật tự hôm nay đến đây tạm dừng. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình hãy truy cập địa chỉ www.công an.daklak.gov.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình này vào 8:15 tối Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.